Còn trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp quy định xác minh thông tin cá nhân người mua vũ khí và thắt chặt kiểm soát việc sở hữu súng. Đây là một phần của chính sách kiểm soát súng đạn được chính quyền Mỹ xem là toàn diện nhất mà không cần Quốc hội thông qua. Sắc lệnh yêu cầu các đại lý súng đã được cấp phép chấp hành quy định kiểm tra lý lịch, cũng như khuyến nghị những người trong diện phải kiểm tra lý lịch thực hiện chấp hành đầy đủ. Đồng thời, sắc lệnh cũng nhắm trực tiếp vào các tập đoàn sản xuất súng đạn tại Mỹ khi yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang đánh giá hoạt động tiếp thị, quảng cáo súng đạn đối với người dân Mỹ, cả với các đối tượng vị thành niên. Theo tài liệu được công bố, trọng tâm của sắc lệnh kiểm soát súng đạn là tập trung vào việc mở rộng quy trình kiểm tra lý lịch người mua súng nhằm ngăn chặn khả năng tội phạm hoặc những đối tượng từng có hành vi ngược đãi sở hữu súng đạn. Báo cáo do tổ chức Gun Violence Archive cho biết, trong 2 tháng đầu năm nay, có gần 3.000 người thiệt mạng và 964 trẻ em bị thương do súng đạn ở Mỹ. Ngoài ra, tổ chức này ước tính trong năm 2022, có hơn 43.600 người đã thiệt mạng do các vụ xả súng.